Anh vệ. À, em nát. Tí lại sang nhà em ăn cơm nhá. Thôi, bố mẹ em ở nhà anh ngại lắm. Không phải lo, bố mẹ em không có nhà. Nhưng mà em có biết nấu không đây? Cái anh này nữa, cả nhà em có mình em là con gái mà anh bảo là em không biết nấu có mà vứt à? Rồi. Ở đây, lát anh qua luôn. Rồi. Vâng. Tao nuôi tụi mày gần 1 năm rồi. Hôm nay là cái lúc mà tụi mày cần phải trả ơn cho tao thôi. Con nào đi trước cũng được, nào, con nào đi trước cũng được, nào. Anh ơi, ăn cơm rồi anh ơi, em nấu xong rồi. Em mời ai, mời anh là mời cơm ạ. Vào, anh đói quá rồi. Có thế này thôi à em, cái gà đâu? Thì có cái món anh thích là gà ấy, thì em chưa có duyên với cái con nào cá này là em chưa có bắt được em nào hết. Ừ, thế chắc là ăn cơm thôi em ạ, cho anh xin bắt cơm. Anh ăn cơm trắng với lại đậu phụ rang bóng đêm của em nhá, có khi là nhớ cả đời luôn đấy chi. Anh ăn cháo được không anh? Hả? Anh chịu khó nhá, nhà em không có thiền nên là ăn cháo bằng môi. Anh cái đấy, em cái này. Biết ở nhà ăn cơm cho nó lành.